Từ những bước chạy nhanh như điện trên thảm cỏ tại Anfield, Michael Owen bước lên thảm đỏ tại thủ đô Paris của nước Pháp trong đêm trao giải của ông vàng châu Âu, chứa như ánh mắt ngưỡng mộ của cả khán phòng. Đó như là một sự ghi nhận về việc anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất tại lục địa già thời điểm bấy giờ. Đã từng có một Michael Owen như thế. Ngày 17 tháng 12 năm 2001, tức là chỉ 3 ngày sau khi Michael Owen mừng sinh nhật ở tuổi 22, anh bước lên thảm đỏ tại Paris theo tiếng gọi nồng nhiệt của người dẫn chương trình, thu hút mọi ánh nhìn của hàng trăm con người đang có mặt tại đêm gala trao giải ngày hôm đó, trước khi nở nụ cười rạng rỡ với danh hiệu của bóng vàng đang cầm trên tay. Tổng cộng 176 lá phiếu đến từ giới chuyên môn, các nhà báo uy tín và các cầu thủ đủ sức để biến chàng tiền đạo khi đó đang chơi cho Liverpool trở thành người xứng đáng nhất với danh hiệu cao quý ấy. Đối với những người không theo dõi bóng đá vào thời điểm đó, trong cuộc bầu chọn năm 2001, tất cả đều sẽ phải ngỡ ngàng. Họ đều là những cầu thủ rất quen mặt, là những người được toàn thể người hâm mộ bóng đá trên thế giới gọi với danh xưng huyền thoại, từ Raul Gonzalez, Oliver Kahn, David Beckham, Francesco Totti cho đến Luis Figo, Rivaldo, Thierry Henry hay Zinedine Zidane. Owen là người trẻ nhất trong số những cái tên kể trên, nhưng rốt cục anh lại là người chiến thắng sau cùng. Nhưng rõ ràng giải thưởng trao cho Owen là hoàn toàn xứng đáng. Anh ghi hơn 30 bàn thắng, góp công lớn giúp Liverpool giành tổng cộng 4 danh hiệu vô địch. Năm 2001 cũng là một cột mốc đánh dấu một Owen bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiêu biểu là cú hat-trick đưa đội tuyển Anh thắng ngược Đức 5-1 ngay tại Munich để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2002. Sau những màn tỏa sáng rực rỡ ở độ tuổi còn rất trẻ khi đó, vào mùa hè năm 2004, Owen từng phải đối mặt với một trong những quyết định quan trọng bậc nhất cuộc đời, hoặc tiếp tục ở câu lạc bộ gắn bó từ thuở thơ ấu là Liverpool hoặc gia nhập Real Madrid. Vào thời điểm ấy, ngôi sao người Anh chính là một huyền thoại sống của đội bóng vùng Merseyside với những đóng góp quan trọng bậc nhất cho The Kop. Tôi đã mất ngủ cả tuần liền. Ngay cả khi lái xe đến sân bay, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi không hề cảm thấy ngại ngùng khi phải nói ra điều này. Nhưng bạn biết đấy, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ là một cầu thủ Liverpool cho tới hết đời. Nhưng rồi Real lại đưa ra đề nghị dành cho tôi. Ôi Chúa ơi, đó là Real Madrid. Tôi sẽ mãi mãi hối tiếc nếu như nói không trước lời mời của họ. Owen nhớ lại. Đó chính là cơ hội để trải nghiệm một giải đấu hoàn toàn khác, một quốc gia khác, một nền văn hóa khác. Là thời khắc được khoác lên mình bộ quần áo trắng nổi tiếng và có thể chơi bóng bên cạnh những Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos. Nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn nghĩ là mình muốn gắn bó với Liverpool trong suốt quãng đời còn lại. Đó là một thời khắc vô cùng khó khăn, một thời điểm mà quyết định của bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Chủ nhân danh hiệu của bóng vàng châu Âu năm 2001 chia sẻ. Owen cho biết thêm, thậm chí khi đã quyết định rời Anfield, tôi vẫn tự an ủi mình bằng cách nghĩ về câu chuyện Ian Rush từng rời Liverpool để đến Juventus nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Vì vậy, tôi tin rằng mình cũng có thể làm điều tương tự. Trước khi ra đi, tôi đã nói chuyện với Rick Parry, giám đốc điều hành của câu lạc bộ về một thỏa thuận có thể đưa tôi quay trở về Liverpool sau vài năm chơi bóng cho Real Madrid. Tất nhiên mọi thứ đều ổn, nhưng bạn không bao giờ có thể lên kế hoạch hoàn hảo cho sự nghiệp của mình. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ. Tôi đã không còn cơ hội cống hiến cho Liverpool, nhưng trải nghiệm tại Madrid thì thật đáng kinh ngạc. Giai đoạn chân sút người Anh gia nhập sân Bernabeu chính là kỷ nguyên Galacticos của Real Madrid với những huyền thoại sống trong đội hình như Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham hay Roberto Carlos, một tập thể đắt giá bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Đương nhiên Owen cũng đã trở thành một siêu sao theo đúng nghĩa ở độ tuổi 18, cựu ngôi sao Liverpool lần đầu tiên tỏa sáng tại một kỳ World Cup, nhưng cảm xúc khi được khoác áo Madrid vẫn là thứ gì đó thực sự khó tả. Vừa hào hứng vừa lo lắng, tôi nghĩ là bạn làm bất cứ công việc gì thì cũng vậy thôi. Khi chuyển đến một nơi làm việc mới, việc bạn phấn khích nhưng lo lắng cũng là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng quan trọng nhất là tôi cảm thấy hài lòng về bản thân. Tôi từng giành được quả bóng vàng châu Âu nên tôi không đến đây chỉ để nghĩ rằng mọi người giỏi hơn mình. Tôi cảm thấy háo hức được chứng tỏ bản thân và làm cho mọi người thấy rằng tôi cũng đủ tốt để chơi bóng cho Madrid, Owen nhớ lại. Trong những buổi tập, bạn sẽ được chứng kiến nhiều cầu thủ khác nhau, một số người không hề sở hữu khả năng nổi bật, nhưng họ luôn nỗ lực hết mình để tiến bộ hơn qua từng ngày. Ngược lại, có những người sinh ra đã là thiên tài với trái bóng ở trong chân nhưng lại không quá thành công. Đặc biệt hơn, đôi lúc bạn sẽ thấy ai đó vừa tài năng nhưng cũng vừa chăm chỉ, giống như Zidane chẳng hạn. Anh ấy thực sự là một ảo thuật gia nhưng cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất. Tôi muốn được Zidane tin tưởng và truyền bóng cho mình. Tôi muốn Ronaldo có thể truyền bóng cho tôi khi anh ấy bị vây giáp bởi ba cầu thủ đối phương. Đó chính là sự tôn trọng trên sân cỏ. Nếu bạn không có niềm tin vào bản thân mình, bạn sẽ rất khó để hòa nhập. Chính bởi vậy, tôi luôn cố gắng tập luyện thật chăm chỉ và chứng tỏ cho các đồng đội thấy rằng mình là người mà họ có thể tin tưởng. Về cơ bản, Michael Owen cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giành được sự tin tưởng trên sân cỏ, nơi mà các đồng đội sẵn sàng giúp đỡ anh thể hiện những phẩm chất của mình. Tuy nhiên, một suất đá chính trong đội hình toàn sao thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đầu tiên cũng cần phải nói thêm rằng mùa giải 2004-2005 là một mùa giải đầy biến động tại Bernabeu.
với 3 lần thay đổi vị trí ghế nóng bao gồm Jose Antonio Camacho, Mariano Garcia Ramon và Vanderlei Luxemburgo. Vấn đề chung của cả 3 huấn luyện viên này đều là không có gì đặc biệt. Đó là việc họ phải làm thế nào để đưa rất nhiều tài năng tấn công xuất chúng vào cùng một đội hình, nhưng vẫn phải duy trì sự cân bằng cần thiết cho Los Blancos. Cá nhân Owen thì lại phải thường dành nhiều thời gian hơn trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, mỗi khi được ra sân, cựu chân sút Liverpool vẫn luôn thể hiện rất tốt, với minh chứng là 16 pha lập công trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng quan trọng trước Barca trận El Clasico. Thậm chí nếu phải so sánh về tỷ lệ bàn thắng trên phút trong mùa giải 2004-2005, Owen còn hiệu quả hơn cả Ronaldo de Lima. Tuy nhiên, khi Real Madrid nhận được lời đề nghị dành cho cựu tiền đạo Liverpool từ Newcastle vào mùa hè năm 2005, chủ tịch Florentino Perez đã để Owen tự quyết định về tương lai của mình. Cuối cùng, ngôi sao người Anh đã chọn ra đi chỉ sau một mùa giải tại Tây Ban Nha. Và để rồi mãi sau này, khi hai thập kỷ đã qua đi, khi người ta có dịp ngồi lại với nhau kể những câu chuyện bóng đá trong quá khứ, tất cả đều cho rằng thời điểm Owen rời Liverpool cũng là khoảnh khắc đã giết chết sự nghiệp của chàng tiền đạo xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Nói như vậy không có nghĩa Owen là bản hợp đồng thất bại toàn tập của Real Madrid như nhiều người vẫn nghĩ, chỉ đơn giản là cả hai sinh ra không dành cho nhau mà thôi. Điều đáng tiếc nhất trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Owen không giành bất cứ danh hiệu nào với Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu chỉ về đích thứ hai tại La Liga, đồng thời sớm dừng bước tại Champions League và Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, lý do khiến Owen nhanh chóng đưa ra quyết định chia tay câu lạc bộ mà chỉ một năm về trước anh khát khao được khoác áo chính là bởi đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt ở Tây Ban Nha giữa một tập thể phần đông là các cầu thủ bản địa và Nam Mỹ. Owen cảm thấy mình lạc lõng do bất đồng ngôn ngữ, bất đồng trong phong cách sống. Owen chẳng phải mẫu người của công chúng như David Beckham, siêu sao cập bến Real với tham vọng không chỉ là tỏa sáng trên sân cỏ mà còn phát triển hình ảnh bản thân. Tầm ảnh hưởng của Beckham đến người hâm mộ đã sớm vượt xa khuôn khổ của một trận bóng đá. Hình ảnh của anh xuất hiện với mật độ dày đặc trên truyền hình, tạp chí thời trang cho đến những hợp đồng quảng bá thương hiệu nổi tiếng. Hơn nữa, đằng sau Beckham còn là một cô vợ Victoria tài năng, đã quá quen với ánh đèn thảm đỏ của những đêm hội hoành tráng. Còn đằng sau Owen chỉ là một người vợ bình thường, một người cũng đã chán ngấy với việc ra mình trong bốn bức tường khách sạn, ngày ngày cùng đứa con trai mới 2 tuổi chờ đợi chồng mình trở về sau những buổi tập. Thậm chí có lần sau một trận đấu muộn, Owen nhận điện thoại của vợ mình và nói sẽ trở về nhà trong 15 phút tới. Nhưng cứ 5 phút tiếng chuông điện thoại của Owen lại vang lên với giọng nói, anh sắp về đến nơi chưa? Một sự chán chường bao phủ trong quãng thời gian sống tại Madrid của gia đình nhà Owen. Anh không có bạn bè và không có cả những buổi dã ngoại bên người thân. Sự chán chường dường như lên tới đỉnh điểm đối với Owen ở thời điểm đó. Owen muốn trở lại xứ sở sương mù và điểm đến đầu tiên trong suy nghĩ của anh là Liverpool. Nhưng vào thời điểm bấy giờ, lữ đoàn đỏ khó lòng đáp ứng được yêu cầu chuyển nhượng từ phía Real Madrid. Họ muốn Owen kiên nhẫn chờ đợi, còn anh thì muốn rời Real Madrid ngay lập tức. Đội bóng duy nhất nghiêm túc đặt vấn đề và sẵn sàng đáp ứng mức phí 16 triệu bảng là Newcastle. Owen có thể từ chối Newcastle vì tầm vóc của trích trẻ vốn dĩ chưa tương xứng với tài năng của anh. Tuy nhiên, sự nóng vội đã khiến Owen phải trả một cái giá quá đắt. Mùa giải đầu tiên chơi bóng cho Newcastle, Owen dính chấn thương đầu gối và chỉ có thể ra sân tổng cộng 11 trận đấu. Tuy nhiên, anh cũng ghi dấu mạnh mẽ với 7 bàn thắng tại Premier League. Nhưng khi mà người hâm mộ Newcastle ngóng chờ bản hợp đồng bom tấn của họ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa bóng tiếp theo thì vận hại lại ập đến với chàng tiền đạo sinh năm 1979. Anh tái phát chấn thương đầu gối tại World Cup 2006 và trở lại câu lạc bộ trong tình trạng không thể tập luyện và thi đấu. Đó là một chấn thương rất nặng khiến Owen mất gần như toàn bộ mùa giải 2006-2007 để điều trị. Nhưng cả khi nỗ lực hết mình để trở lại sân cỏ thì vẫn tồn tại đâu đó những trở ngại mà chẳng ai có thể ngờ tới. Owen vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, nhưng cuối cùng sự nghiệp của anh không thể nào có thêm bất cứ một lần lóe sáng rực rỡ nào nữa. Michael Owen đã sai về những quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình. Nhưng chính những chấn thương mới là căn nguyên của mọi vấn đề. Chẳng ai dám chắc anh sẽ vươn lên đỉnh cao nếu tiếp tục thi đấu tại Liverpool. Đằng sau bộ vest lịch lãm trong đêm trao giải của bóng vàng châu Âu 2001 là đôi chân với vô số vết sẹo sau những lần phải lên bàn phẫu thuật. Người hâm mộ đâu biết được những lần anh phải tiêm thuốc giảm đau để bước ra sân thi đấu. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Owen đau đớn ôm lấy đầu gối của mình sau khi phải nhận pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Leeds United, và đó chính là căn nguyên của hàng loạt các chấn thương tương tự về sau. Việc thành danh quá sớm khiến Owen phải liên tục cầy ải thi đấu khi tuổi đời còn quá trẻ. Mặt khác, ở một giải đấu thường xuyên xảy ra các pha tranh chấp quyết liệt như Premier League, mỗi cầu thủ sở hữu lối chơi giàu tốc độ sẽ liên tục phải nhận về những pha vào bóng mang tính triệt hạ. Thời điểm ấy, công nghệ chữa trị, điều trị còn chưa phát triển, thế nên các cầu thủ chưa được bảo vệ tốt nhất. Rõ ràng, nếu hoàn toàn lành lặn, sự nghiệp thi đấu ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia của Owen sẽ tươi sáng hơn rất nhiều.
nhưng ít ra Owen vẫn còn may mắn khi có cơ hội đăng quang Premier League cùng Manchester United vào năm 2011, dù đóng góp của anh trong tập thể của Sir Alex Ferguson là không nhiều. Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua từ thời khắc một sao Mai ở tuổi 22 bước lên sân khấu nhận danh hiệu của bóng vàng, vẫn chưa có cầu thủ Anh nào đủ tài năng để làm điều tương tự. Và mỗi khi nhắc tới Michael Owen, những người yêu mến bóng đá Anh lúc nào cũng trào lên thứ cảm xúc tiếc nuối, thậm chí còn có phần xót xa cho sự nghiệp đầy dẫy những trắc trở của cựu thần đồng ngày nào.